Rồi ok, chào các bạn, hôm nay chúng ta còn đánh bài tiếp không? Rồi ok, lần này mình thắng rồi, hay quá. Rồi mình tất nhiên là mình đi trước rồi, mình thích đi trước hơn. Câu lại ra được Zizo nữa, hôm nay mình hên thế nhỉ. Ra được cái lá trap. Úp lá này xuống sẵn luôn các bạn. Tất nhiên là trừ khi nó ra cái chổi thì mình xui thôi. Mà tỷ lệ ra con đó thì không cao. Để nó úp xuống thì mình chơi liền, chứ không nhiều khi lượt sau nó lại chơi mình đấy. Lật lên cho vui. Rồi thì thôi, chịu vậy. À rồi ok, thất thế rồi các bạn. Chưa quăng được con Shizuo ra thì đừng có tấn công. Rồi ok, úp con này xuống trước. Con này thì chả nguy hiểm. Con này chủ yếu để thủ rồi các bạn ơi. Nghĩa là chủ yếu là quỷ để gọi cái con gì quên tiêu rồi, cái con nhìn Necromancer ra. Mình quên mất cái con đó gọi tiếng Việt sao rồi. À triệu hồi sư, đúng rồi, hắc triệu hồi sư. Rồi 3, 2, 1 bùm. Này thì giỡn với mình hả không? Đúng là qua sân Yami mấy con hệ quỷ này nguy hiểm thật. Oh yeah. Rồi xong. Khỏi dùng bẫy nha chú em. Rồi thêm cái lá này vô nữa thì ối giời ơi luôn. Chết nha, bây giờ thêm được cái lá xuyên giáp nữa là mình đẹp trời mây. Thêm được cái lá xuyên giáp nữa thì anh Shizuo của chúng ta là đẹp trai nhất làng luôn rồi các bạn. Cái bình này để mình tẩy thôi. Trong trường hợp nó chơi mình tẩy lại nó. Rồi úp con này xuống. Chưa con ra Summon School thì không sao. Rồi ok, con này bắn trước. Bắn. À con này chưa có lao quýnh xuyên giáp, hơi buồn đấy. Biết ngay là con này mà nó không lật lên mà thì chỉ có thể là con này thôi. Và nó không lật lên thì có nghĩa là ở đây là không có cái lá hợp tiên. Nó gọi con đó ra rồi. Ây da, làm sao xử được con đó đây. Úp xuống cái đã là tính. Từ khoan tấn công mà nó dụ mình tấn công đó các bạn. Nó không thèm tấn công, nó dụ mình tấn công các bạn thấy không. Rồi ok, nhưng mà cái này từ từ đã, khoan hẳn dùng. Một phát là phải, nó phải đi luôn. Từ khoan, án binh bất động. Kiên thủ không công. Thôi tỏ ra nguy hiểm làm gì anh ơi, anh có lật được cái lá tráp lên đâu. Gì đây? À giật bài. Ôi trời, nó giật mất cái lá xuyên giáp của tôi rồi. Không, để xuống thì mình sợ bị nó dùng cái chổi đó quét mà cầm tay, sợ bị nó giật. Oh yeah. Hắc triệu hồi sư lại bị chiêu quỷ nhập tiêu diệt thì cũng hơi nhục các bạn nha. Gì đây?
À. Ôi giời. Anh ấy chơi cái tuyệt chiêu gì thế này? À. Rồi ok, không sao, nói vậy nó tự hủy con này của nó rồi các bạn. Oh yeah. Hầm. Lần đầu tiên mình thấy nó tự hủy cái con đó của nó đó các bạn. Con này thì cũng nó cũng là xung quanh nhưng mà đấy cũng chả có gì đặc biệt cả. Chẳng qua nó nằm bên bộ quỷ thì nó được lợi khi mà nó được bút cái lá da mi chứ nó mà xung quanh. Nên mà tính ra 2002 cũng đâu mạnh, tại vì nó vậy nó chỉ ngang con ông chúa thôi. Rồi ok, cho mấy khi được bà này kết thúc trận đánh đâu. Rồi sức mạnh từ rừng đen. Oh yeah, trận đầu tiên hôm nay chúng ta thắng giòn giả quá các bạn ơi. Rồi ok, nó bắt mình đi sau rồi. Con này ra được sân sớm à. Chưa ra được con Jinzo thì mình cũng mệt đấy. Rồi ok, úp lá này xuống đã rồi tính. Oh yeah. Rồi một lá, hai lá, à được hai lá, hơi ít nhưng mà thôi kệ cũng được các bạn. Khoan đã, kiên thủ không công. Đợi nó quăng lá Yami đã, mình ra mới quăng lá này. Cái gì đây? Ai da, pha thông tổng tấn công này hơi bị lợi hại. Ai da. Rồi không sao, ok ok, cú phản công hay đấy anh trai. Nó đè luôn. Rồi đè đi, đè đi. Đè đi. Rồi cho chú biết thế nào là lễ độ nha. À. Rồi vậy là không phải hợp tiên. Quăng lá này ra. Rồi tới lượt anh phản công đây chú em ạ. À. Rồi chuẩn bị. Bắn. À, chiến binh cầm rìu của mình khá là kinh. Ê, Hoàng đã Rider này như là cướp gì vậy? Hay là Rider này là cái người cưỡi xe ta? Này giống với cái chủ Rider này giống như mấy hàng đi ăn cướp hơn. Cái này là hàng ăn cướp cầm rìu à. Nhưng mà cái tên Thảo Khấu này cũng hơi bị lợi hại đó các bạn. Ây da. Rồi quốc xuyên giáp nó một phát luôn các bạn, vui vui. Oh yeah.
Rồi, xuyên giáp chi thuật. Đó, nhưng mình đang định dán sau mình đổi bộ bài các bạn, cho nên là ít nhất là lần này cho bộ chiến binh thi triển nội công một chút. Như bữa giờ bộ chiến binh là chưa đánh được cái trận nào mà ra hồn cả. Rồi, nó thủ. Kiên thủ không ra. Được, hảo. Hai ngàn. Còn 50 máu nha anh trai. Rồi các bạn thấy không, cái lá xuyên giáp này rất lợi hại. Mình nói rồi, đừng bao giờ chê cái lá xuyên giáp. Những lúc này là các bạn cấu máu nó đã luôn, nó không đánh được các bạn, nó thủ thì nó không mất máu, bây giờ nó thủ nó cũng mất máu luôn. Rồi giờ nó thủ con gì thì cũng vậy thôi. Cái này mình gọi là chiêu này là Long Hình Quyền đi các bạn. Rồi, băng. Chết chưa con, chết chưa con. La la la. Rồi thôi cho xin lá mới đi. Hồi nãy tập trước quýnh chả lấy được lá mới nào. Chủ yếu là muốn lấy bài mới để khoe với anh em, mà hỏi anh em xài sao chứ. Đưa bài cũ không. Ra này con rồi. Rồi ôi. Cho đổi đi, cho đổi đi. Rồi nó không cho đổi rồi. Hey, give me one more match. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi video ha. Mình là Lâm Bách Hồ, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.